no con mắt có vào không ạ, hay còn gọi là mãn nhãn nhỉ. Ấy nhảy lên này, ui giời ơi, Phương Anh nhá, PA 7800 SC. Nháy này kiểu học nháy của Nhật. Sướng không? Người bụng không? Chỉ tiếc cái là nó có bốn con móc phét. Chứ nếu mà 12 con than thì cũng đẹp quá nhỉ. Hiếm có con âm ly nào có cái bộ nháy như thế này. Bữa trước có con Nanomax 8806A, 20 con móc phép nó cũng có cái nháy như thế này. Bây giờ này gặp con Phương Anh nó cũng nháy như thế này.